Sáng 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1, công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà. Bệnh viện Nhi Hà Nội với quy mô giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 784,433 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024 thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025. Công trình được khởi công từ tháng 1 năm 2023 và hoàn thành tháng 8 năm 2024. Công trình được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và các yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định. Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 hoàn thành là bệnh viện chuyên khoa nhi đầu tiên của thành phố, được xây dựng theo tiêu chuẩn hạng 1 để thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao với công nghệ kỹ thuật tiên tiến và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cho biết, dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội được xác định là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, được đầu tư trong giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu xây dựng một bệnh viện chuyên khoa nhi chất lượng cao, công nghệ kỹ thuật tiên tiến và chuyên sâu. Đây là bệnh viện đa khoa chuyên ngành nhi đầu tiên của thành phố, có 24 chuyên khoa mũi nhọn chuyên sâu. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Nhi hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, phục vụ công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo, nghiên cứu phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu mang tính đầu ngành, tiếp nhận và làm chủ các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến trên thế giới, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý bệnh viện theo hướng tiêu chuẩn chất lượng cao, xây dựng văn hóa bệnh viện, lương y như tử mẫu, giỏi chuyên môn, sáng y đức. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định khen thưởng cho 3 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Nhi. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng công nhận công trình kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô cho Bệnh viện Nhi Hà Nội.